quan cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với LTIH sinh năm 1994, ngụ ở huyện Côn Đảo về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2024, H nhận giữ bé gái tên V 2 tuổi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cháu V đi vệ sinh ra bỉm nên H bế cháu V xuống nhà vệ sinh phía sau. H để cháu V đứng, hai tay cầm vào thành xô nhựa cao khoảng 46cm, bên trong có nước. Sau đó, H đi lên phòng khách để lấy quần áo, túi ni lông đựng bỉm. Tuy nhiên khi lên, H lại đứng nói chuyện với phụ huynh khoảng hơn 5 phút. Khi đang đứng nói chuyện, một cháu khác chạy từ nhà vệ sinh lên nói cho H biết tin bé V bị ngã vào xô nước. Lúc này, H chạy vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy cháu V đã ngã vào trong xô nước, đầu úp xuống dưới, cả người nằm lọt trong xô. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu V đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Công an huyện Côn Đảo đang tiếp tục điều tra làm rõ. Theo cơ quan điều tra, H được đào tạo chuyên ngành giáo dục mầm non. 4 năm trước, H được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, phân công công tác tại trường mầm non tuổi thơ cho đến nay. Tháng 1 năm 2023, H nhận trông giữ trẻ tại nhà riêng ở khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo, nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng nên không được cấp phép.